Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 4068 đến chương 4070. Giờ phút này mặt trời đang từ từ hắt ra những tia nắng đầu tiên, đương nhiên là sáng sớm ngày hôm sau. Cô thành chủ, ngài đến rồi. Bên cạnh bệ đá, một đệ tử tâm môn đang canh giữ trận pháp nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức cúi đầu cung kính chào đón Ngô Hùng Bá. Sau đó hắn làm một động tác xin mời. Lôi tông chủ, nhà chúng tôi đang chờ ngài, để tôi đưa các ngài đi. Hai người đi theo tên đệ tử kia để đến lạc viện trước mặt. Ngô Hùng Bá nhìn Dương Thanh nói ra, nơi này chính là Thiên Lôi Tông ở Thanh Long Thành. Trong hai ngày này, trước tiên cậu có nghỉ ngơi ở đây. Chẳng bao lâu sau, khi bọn họ đi vào bên trong Thiên Lôi Tông, có một lão giả tóc trắng chậm đã đi tới. Một đám đệ tử vừa nhìn thấy hắn đi nhau nhau cung kính cúi đầu. Người này chính là tông chủ Lôi Chấn Thiên của Thiên Lôi Tông. Lôi Chấn Thiên tiến lên nghênh đón hai người. Khi đối mặt với Ngô Hùng Bá cũng có mấy phần tôn kính. Ngô huynh đã lâu không gặp. Ngay sau đó, ánh mắt Lôi Chấn Thiên dò xét liếc nhìn Dương Thanh bên cạnh Ngô Hùng Bá, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ nói ra, Ngô huynh, lúc trước ngươi không phải đã nói muốn dính vị cường giả kinh thế hải tộc kia tới hay sao? Bây giờ bên người tại sao chỉ mang theo một đệ tử như vậy chứ? Vị Dương Thanh Sinh kia đâu? Chẳng lẽ hắn không đến hay sao? Ngô Hùng Bá nghe vậy không khỏi nhíu mày, vội vàng nói, Lôi huynh, vị bên cạnh ta này chính là Dương Thanh Sinh, Dương Thanh, vì mà lúc trước ta đã nói với ngươi. Ngay tại đó, ông ta lại nhìn Dương Thanh giới thiệu, Dương Thanh Sinh, vị này chính là tông chủ Lôi Chính Thiên của Lôi Thiên Tông, hắn cùng ta có quan hệ rất tốt, cầu trong những ngày sắp tới có gặp gì phiền phức liền có trực tiếp báo cho hắn. Nghe được Ngô Hùng Bá giới thiệu, Lôi Chính Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, trong ánh mắt đều xen lẫn mấy phần không tin, thậm chí còn cho rằng Ngô Hùng Bá đang nói đùa với mình. Hắn lại lần nữa dò xét Dương Thanh, nhưng đã được thực lực võ đạo của Dương Thanh dường như vẻn vẹn cũng chỉ có lục phẩm thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Tuy nói tại bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng được xem là một người nổi bật, nhưng nếu so với vị cường giả trong miệng Ngô Hùng Bá đã nói kia có thể hủy diệt được Thiên Hải Tông cùng Hợp Hoa Tông thì chút thực lực đó hiển nhiên là không đủ. Cho nên tại sao khi hắn nhìn thấy Dương Thanh căn bản cũng không đem vị cường giả mà Ngô Hùng Bá đã nói tới kia liên tưởng với Dương Thanh. Theo hắn thấy, Dương Thanh hoàn toàn không có được thực lực như vậy. Hắn âm thầm hoài nghi lời nói trước đó của Ngô Hùng Bá có phải là đang khoác lác hay không. Đúng lúc này, Lôi Chấn Thiên đột nhiên bùng phát linh khí trong lòng bàn tay sôi trào, trong đó xen lẫn mấy tiếng vù vù rung động nhỏ bé của lôi điện. Một chưởng vỗ thẳng vào lồng ngực Dương Thanh. Dừng tay! Nhìn thấy cảnh này, Ngô Hùng Bá vô cùng chấn kinh. Ông ta căn bản cũng không nghĩ tới Lôi Chấn Thiên đã đột nhiên động thủ với Dương Thanh. Dương Thanh thì đứng tại chỗ vẫn như bàn thạch, một cái mặt bình tĩnh, ngay cả hai mắt cũng đều không chớp một chút nào. Để Ngô Hùng Bá ngoài ý muốn chính là công kích của Lôi Chấn Thiên cũng không đập xuống, mà là tại thời điểm sắp chạm đến lồng ngực Dương Thanh, hắn đã thu tay lại. Điều này cũng khiến ông ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông ta hết sức rõ ràng thực lực của Dương Thanh, đương nhiên sẽ không lo lắng Dương Thanh sẽ bị kích thương, mà là lo lắng Dương Thanh sẽ dưới cơn nóng giận trực tiếp thấm máu Thiên Lôi Tông. Lôi Chấn Thiên, người cái lão hỗn đản này có phải là già quá mà hồ đồ rồi không? Dám bất kính với Dương Thanh Sinh, mau xin lỗi Dương Thanh Sinh, nhanh lên! Ngô Hùng Bá nộ khí ngập trời gầm lên. Ông ta rất lo lắng Lôi Chấn Thiên bởi vì hành động ngu xuẩn này mà dẫn tới tai họa ngập đầu. Lôi Chấn Thiên thấy Ngô Hùng Bá thật sự tức giận, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Để xoa dịu cơn tức giận của lão bằng hữu, có lập tức nhìn Dương Thanh, một vẻ mặt áy náy cười nhẹ nói ra, Dương Thanh, tiên sinh đã đắc tội nhiều rồi, xin hãy tha lỗi. Mặc dù ngoài miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng của hắn lại mười phần thất vọng đối với Dương Thanh. Theo hắn thấy, vừa rồi bên trong lúc thăm dò, nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại thì Dương Thanh khẳng định sẽ bị một kích đó trọng thương. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, đối lại là những võ giả khác, cho dù thực lực có yếu đến đâu cũng sẽ lập tức tránh né.
mà thanh niên hành động chậm chạp trước mắt này dường như đã trực tiếp bị khí tức cường đại của mình áp chế, ngay cả dũng khí tránh né đều không có. Ngô Huỳnh ta khá là đem một thanh niên hèn nhát thổi phồng lên như một thần linh có thực lực khủng bố như vậy chứ? Ngô Huỳnh đến cùng là đang muốn giở trò gì